Thầy chào các con. Như vậy là chúng ta đã học xong bài số 24 về cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về bài số 25 là cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc từ năm 1873 cho đến năm 1884. Phần này, bài số 25 này thì được cấu thành từ hai nội dung chính. Một là thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất và cuộc kháng chiến Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Phần thứ hai là thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến chống Pháp trong những năm 1882 đến năm 1884. Như vậy, chúng ta hôm nay học phần đầu tiên. Phần thứ nhất về thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất và cuộc kháng chiến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Các con lấy vở ra và mình ghi bài vào vở. Trong phần thứ nhất này thì chúng ta tìm hiểu hai nội dung chính thôi các em à. Hai nội dung chính đó là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất và kháng chiến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Còn phần đầu tiên là tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ thì phần này các con xem trong sách giáo khoa. Thế thì trước khi đi vào phần nội dung bài học thì chúng ta chuẩn bị sách vở. Chúng ta mở sách giáo khoa trang số 100 số 20. 100 số 20 trang 120 và trang 121 để tìm hiểu nội dung bài học hôm nay. Phần 2 là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất và trên màn hình các con đang xem đó chính là lược đồ Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ năm 1873 và năm 1882. Thế thì chúng ta biết một điều là sau khi mà thực dân Pháp chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì thực dân Pháp đã bắt tay ngay vào việc thiết lập một bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột về kinh tế nhằm biến nơi đây thành bàn đạp để đánh chiếm Campuchia rồi chiếm đốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, chiếm đốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Nhưng ngược lại với triều đình Huế thì trong khi đó triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành chính sách đối nội và đối ngoại lỗi thời. Về đối nội thì trong nước ra sức bóc lột vơ vét nhân dân ta. Về đối ngoại thì vẫn thực hiện chính sách là bế quan tỏa cảng, là không giao lưu tiếp xúc với ai cả, mà chỉ chơi với một mình anh là Trung Quốc mà thôi. Đó. Về là nhân dân rất là nhiều, làm cho tài chính thì thiếu hụt, binh lực thì suy yếu, đời sống nhân dân khổ cực. Và hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, bị đàn áp dữ dội. Đối với Pháp thì triều đình tiếp tục thương lượng để chia sẻ quyền thống trị, để chia sẻ quyền thống trị. Chúng ta thấy là ở bài trước thầy cũng đã nhắc đến chúng ta một điều là trong hơn 1.000 năm từ thời của Ngô Quyền, chúng ta dựng cờ dựng mở lại nền độc lập cho đến triều đình, đến thế kỷ thứ 19 này, triều đình nhà Nguyễn cai quản đất nước ta, thì đây cũng chính là triều đại phong kiến cuối cùng mà hết sức là nhu nhược yếu hèn trước sức mạnh thực dân Pháp, lại không kế thừa truyền thống đấu đánh giặc giữ nước của tổ tiên mà vẫn tiếp tục đi vào con đường thương lượng cầu hòa để đến bây giờ là chia sẻ quyền thống trị với Pháp. Thực dân Pháp hoàn toàn biết rõ được cái sự nhu nhược yếu hèn của triều đình Huế, cho nên ngày một ngày chúng nó lại càng là tiến sâu hơn nữa, lại càng là được đặt chân lên lần đầu, lại càng là xâm lấn nhiều hơn vào lãnh thổ đất nước chúng ta, chứ không phải chỉ dừng lại ở khu vực Nam Kỳ. Thì lần này, và đây cũng là nội dung mà chúng ta học bài hôm nay, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Như vậy chúng ta thấy là tiêu đề bài ghi là đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất, như vậy chắc chắn rằng là sẽ có lần thứ hai và lần thứ ba, lần thứ bao nhiêu nữa, miễn là bằng mọi cách thực dân Pháp phải chinh phục cho bằng được Bắc Kỳ, chinh phục Bắc Kỳ. Ở đây sẽ có
Các con sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại đánh chiếm Bắc Kỳ mà không phải là đánh chiếm Trung Kỳ? Tại vì Trung Kỳ thì nó gần với Nam Kỳ hơn là Bắc Kỳ. Và giả lại là muốn đánh Trung Kỳ, muốn đánh Bắc Kỳ thì cũng phải là đi qua địa giới của Trung Kỳ. Đó cũng là một cái suy nghĩ mà chúng ta cũng có thể xem xét được. Nhưng nhìn ngược về lịch sử hơn 160 năm về trước thì chúng ta biết một điều rằng là thực dân Pháp có lợi thế ở đây, đó chính là hải quân. Hải quân. Cho nên thực dân Pháp là không cần phải đi qua địa giới hành chính của khu vực Trung Kỳ mà vẫn có thể đánh được Bắc Kỳ bằng con đường biển. Bằng con đường biển. Bằng con đường biển, và chúng ta biết khu vực Bắc Kỳ thì có khu vực là cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng là có những cảng biển để cho tàu thuyền rất lớn của thực dân Pháp cập bến. Đó, đó là một trong những lợi thế như vậy. Và cho nên là ở đây chúng ta tập trung lý giải là tại sao thực dân Pháp lại chọn lấy Bắc Kỳ, lại chọn lấy Bắc Kỳ. Đó. Thì các con thử tìm hiểu cho thầy đó là tại sao Pháp lại đánh chiếm Bắc Kỳ. Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Như vậy nhìn vào lược đồ ở đây thì chúng ta có thể biết một điều rằng là nhìn trên bản đồ và kết hợp với kiến thức địa lý thì chúng ta thấy rằng là khu vực miền Bắc Việt Nam chúng ta là giáp với lại là phía Nam của Trung Quốc. Có hiện giờ là có 7 tỉnh của miền Bắc Việt Nam ta giáp với lại là Trung Quốc trên đường biên giới dài hơn 1.400 km này. Thì chúng ta thấy là bắt đầu từ là Quảng Ninh đến Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và hiện nay nó là thêm tỉnh Điện Biên được tách ra từ tỉnh Lai Châu. Như vậy có 7 tỉnh giáp với lại là biên giới Trung Quốc trên 1.400 km đường biên giới Việt Nam Trung Quốc. Thì thực dân Pháp đã nhìn thấy một điều rằng đó là khu vực miền Bắc Việt Nam chúng ta, khu vực miền Bắc Việt Nam ta là nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản để đáp ứng cái nhu cầu về nguyên liệu phục vụ cho sự phát triển kinh tế của nước Pháp. Tuy nhiên, nhìn xa hơn nữa thì chúng ta thấy là mục đích sâu xa thực dân Pháp khi đánh Bắc Kỳ đó là thực dân Pháp có thể đi theo con đường sông Hồng, bởi sông Hồng là bắt nguồn từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam chúng ta, ở nơi con sông Hồng đổ vào đất Việt đó chính là tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lào Cai, một tỉnh nằm ở miền biên giới Việt Nam Trung Quốc, và sông Hồng chảy vào Việt Nam của chúng ta rồi đổ ra Biển Đông. Để Việt Nam của chúng ta, như vậy Việt Nam của chúng ta nằm ở hạ lưu của dòng sông Hồng này, hạ lưu dòng sông Hồng. Cho nên thực dân Pháp nhìn thấy được yếu tố địa lý đó, thực dân Pháp suy nghĩ rằng có thể là chiếm được khu vực Bắc Kỳ thì sẽ là dễ dàng thôn tính được và kiểm soát được tàu thuyền đi lại trên sông Hồng này, và từ đó có thể là đi ngược dòng sông Hồng để đánh chiếm đến vùng Hoa Nam của Trung Quốc, vùng Hoa Nam của Trung Quốc. Đây chính là mục đích sâu xa thực dân Pháp khi đánh chiếm Bắc Kỳ, khi đánh chiếm Bắc Kỳ. Và các con có thể là tham khảo thêm. Câu hỏi đặt ra đây là thế thì khi đánh Bắc Kỳ thì thực dân Pháp đã xúc tiến kế hoạch đánh chiếm Bắc Kỳ như thế nào? Đánh chiếm Bắc Kỳ như thế nào? Thế thì chúng ta biết một điều thực dân Pháp đã lợi dụng việc triều đình nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long, Quảng Ninh của chúng ta ngày nay đấy, đánh dẹp hải phỉ. Hải phỉ tức là cướp biển. Hải là biển, phỉ tức là cướp biển. Pháp mới cho tên lái buôn có tên là PP vào gây rối ở Hà Nội. Vào gây rối Hà Nội. Bởi vì cái tên PP này là người Pháp, cho nên là chúng ta có bắt giữ được tên PP này đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể xử lý hắn theo luật pháp của triều đình mới được. Cho nên bắt được PP rồi thì cũng phải giao trả PP cho chính quyền Pháp xử lý. Thế thì triều đình nhà Nguyễn suy nghĩ rằng là thay vì đã đi bắt PP thì tại sao mình lại không nhờ Pháp ra để giải quyết cái vụ DB này, đồng thời là dẹp luôn cái nạn hải phỉ đang hoành hành ở vùng Hạ Long, Quảng Ninh. Đấy là suy nghĩ triều đình nhà Nguyễn là như vậy. Đó. Và chính vì vậy cho nên là lấy cớ giải quyết vụ DB thì Pháp đã
được triều đình Huế cho ra miền Bắc để giải quyết cái vụ đi bi này. Và nhanh như chớp, Pháp đã cử đại úy Garnier chỉ huy 200 quân tiến ra Bắc, 200 quân tiến ra Bắc. Và đây chính là bản đồ cho chúng ta thấy là nhìn trên bản đồ này chúng ta dễ dàng hình dung thấy được đó là từ khu vực Nam Kỳ, thực dân Pháp đã có lợi thế của mình là dùng hải quân đi bằng đường biển dọc miền biển Việt, miền Trung Việt Nam của chúng ta và đánh thẳng ra khu vực Bắc Kỳ. Và lúc bấy giờ Pháp chỉ cử có đại úy Garnier và 200 quân tiến ra Bắc, 200 quân tiến ra Bắc mà thôi. Rồi, các con có thể ghi bài vào. Như vậy thì sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. Trước đó các con ghi lại, trước đó thì các con ghi phần này vào cho thầy nha. Đó chính là phần nguyên nhân thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Thứ nhất, đó là lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp hải phỉ Pháp cho tên lái buôn Tuy Bi vào gây rối ở Hà Nội. Thứ hai là lấy cớ giải quyết vụ đi bi, Pháp cử đại úy Garnier chỉ huy 200 quân tiến ra Bắc, 200 quân tiến ra Bắc. Sau đó các con ghi phần này vào, đó là sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội. Và trên bản đồ chúng ta thể dễ dàng nhìn thấy đây chính là bản đồ về chiến trường Hà Nội năm 1873 và năm 1882 hết sức là quyết liệt. Và đây là hình ảnh về thành Hà Nội, diễn ra khu vực thành Hà Nội. Ngày nay dấu tích của thành Hà Nội thì chúng ta có thể dễ dàng chỉ còn sót lại, chỉ còn sót lại ở khu vực Hà Nội của chúng ta thôi. Đó là khu vực mà thành Hà Nội. Lúc này chúng ta ghi bài tiếp vào, đó là Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7.000 quân triều đình nhưng vẫn thất bại, bị thương nhịn ăn mà chết, nhịn ăn mà chết. Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7.000 quân triều đình nhưng thất bại, bị thương nhịn ăn mà chết. Con là Nguyễn Tri Lâm tử trận ở Ô Thanh Hà. Ô Thanh Hà tức là ô quan trưởng của chúng ta đấy, một trong năm cửa ô. Thì Hà Nội thênh thang lộng gió năm cửa ô, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại có là một mình ô Thanh Hà, còn bốn cửa ô còn lại đều đã trở thành phế tích hết rồi. Vậy ta thể ghi vào đó là con là Nguyễn Tri Lâm tử trận ở Ô Thanh Hà. Ở đây câu hỏi đặt ra là tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông nhưng mà không thắng được giặc, đông nhưng không thắng được. Chúng ta thấy là Garnier chỉ sử dụng có 200 quân, 200 quân đánh lấy thành Hà Nội. Nhưng còn lúc bấy giờ thì triều đình Huế cử Nguyễn Tri Phương, cử Nguyễn Tri Phương để làm tổng đốc Hà Nội với là 7.000 quân trong tay. Nhưng mà quân triều đình đông như vậy vẫn thua, vẫn thất bại. Và Nguyễn Tri Phương là bị bắt, Nguyễn Tri Phương là bị thực dân Pháp bắt, rồi sau đó là bằng nhiều cách để dụ dỗ, để chiêu hàng ông. Nhưng ông như thế nào có không? Ông đã khẳng khái từ chối, và bởi vì vết thương sau đó là nó chuyển biến xấu, và ông nhịn ăn mà chết, nhịn ăn mà chết đó. Con thì Nguyễn Tri Lâm là tử trận Ô Thanh Hà. Đó, câu hỏi đặt ra là tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được chắc? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là do thái độ của triều đình hy vọng vào thương lượng để chuộc Nam Kỳ nên không cương quyết chống giặc, không cương quyết chống giặc. Thái độ của triều đình hy vọng vào thương lượng để chuộc lấy vùng đất Nam Kỳ nên không cương quyết chống giặc. Chúng ta thấy là triều đình còn căn dặn các địa phương là không nên để lộ hình tích tỏ ra bận rộn để tránh người Pháp ngờ vực. Đó, mình đây là giặc tới đến nhà, nó đã gõ chân thành Hà Nội rồi mà chúng ta vẫn còn là án binh bất động, không được tỏ ra bận rộn để tránh cho người Pháp ngờ vực. Bởi vì khi mà người Pháp mà không hài lòng với triều đình Huế thì thực dân Pháp sẽ không thương lượng triều đình Huế để ký những cái hiệp ước
Những hiệp ước đó không phải là phục vụ cho đất nước chúng ta, không phải phục vụ cho nhân dân chúng ta, mà nhằm để củng cố và bảo vệ quyền lợi địa vị thống trị của triều đình Huế. Một suy nghĩ mà đến bây giờ chúng ta khi học về giai đoạn này chúng ta lại càng là căm ghét triều đình Huế. Là tại sao lại trong cái thời điểm lúc bây giờ hết sức là cam go quyết liệt vậy mà vẫn còn là thương lượng, vẫn là đi thương thuyết, vẫn đi thi cầu hòa để nhằm củng cố địa vị cho cái giai cấp của mình. Đó là một điều mà chúng ta thấy là phải lên án triều đình Huế, lên án triều đình Huế. Đây là lược đồ pháo đánh chiếm Bắc Kỳ năm 1873 và năm 1882. Thế thì sau khi thực dân Pháp, sau khi Nguyễn Tri Phương trấn thủ thành Hà Nội đã mất, con là Nguyễn Tri Lâm cũng mất tại cửa ô Thanh Hà, thì lúc bấy giờ thực dân Pháp đã chiếm được thành Hà Nội. Thế thì khi chiếm được thành Hà Nội thì lập tức nhân dân chúng ta ở khắp nơi, mọi người khắp nơi ở các khắp các tỉnh thành xung quanh mà chúng ta sẽ nhìn trên bản đồ, từ Việt Trì, Sơn Tây, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, vân vân, thậm chí cả Ninh Bình, Nam Định cùng kéo về để mà bao vây thành Hà Nội, để nhằm mục đích là để lấy lại thành Hà Nội đó. Và chính vì vậy cho nên là quân Pháp bây giờ quân số không có đông, chỉ có khoảng giao chiến với chúng ta, cuối cùng người thực dân Pháp cũng mất đi gần phân nửa, là cũng gần còn hơn cả 100 tên, và chỉ còn cố thủ trong thành Hà Nội, trong khi quân ta thì ở bên ngoài từ khắp mọi nơi đến để hỗ trợ để bao vây thành Hà Nội và làm cho quân Pháp lúc này như là chuột ở trong hang, hoang mang lo sợ. Và chúng ta thấy là chúng con ghi bài vào, sau khi chiếm được Hà Nội thì quân Pháp nhanh chóng chiếm được Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định. Đó, chúng ta đọc dòng này thì chúng ta cũng lại nhớ lại vào sự kiện lịch sử vào đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 6 năm 1864, thì thực dân Pháp cũng đánh lấy là khu vực là ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ mà không tốn lấy một viên đạn, không tốn một viên đạn. Ngày 24 tháng 6 năm 1864 thực dân Pháp đánh ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ mà không tốn một viên đạn. Thì lần này cũng vậy, sau khi chiếm được Hà Nội thì quân Pháp cũng nhanh chóng chiếm được Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định. Nhưng mà lần này thì không phải là không tốn một viên đạn mà cũng tốn rất nhiều quân, tốn rất nhiều quân, nhưng mà quân ta, nhưng mà là do cái thái độ của triều đình nhà Nguyễn là nhu nhược, là yếu hèn, là án binh bất động, cho nên là các tỉnh thành này lần lượt rơi vào tay thực dân Pháp. Và đây là hình ảnh cho chúng ta thấy là Võ Hiển Điện, đại học sĩ, trí dũng tướng Nguyễn Tri Phương, sinh năm 1800, mất năm 1873, là người có công rất lớn trong việc đánh đuổi quân Pháp ở khu vực là Đà Nẵng, ở khu vực Đà Nẵng. Nhưng sau đó ông lại thất bại tại Đại Đồn Chí Hòa, và sau khi Đại Đồn Chí Hòa thất thủ thì Nguyễn Tri Phương lúc bấy giờ, em của Nguyễn Tri Phương đấy phải không à? Ngày nay đặt tên đường ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đấy, em của Nguyễn Tri Phương là cũng tử trận tại khu vực Đại Đồn Chí Hòa, và ngày nay được đặt tên đường ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi thất thủ tại Đại Đồn Chí Hòa rồi thì Nguyễn Tri Phương sau khi thất thủ Đại Đồn Chí Hòa rồi thì Nguyễn Tri Phương đã được triều đình Huế là bổ nhiệm làm tổng đốc Hà Nội, làm tổng đốc thành Hà Nội đấy không. Và trong trận chiến năm 1873 đó thì Nguyễn Tri Phương đã là thất bại, con là Nguyễn Tri Lâm là tử trận. Thì khi Nguyễn Tri Phương thất bại và ông cũng bị thương nặng thì thực dân Pháp đã tìm mọi cách để mà chiêu mộ, mua chuộc cũng như là sẵn sàng chữa trị vết thương cho ông. Nhưng lúc bấy giờ ông ta thấy là lời đáp trả đanh thép của ông trước quân giặc càng thổi bùng lên tinh thần vì việc nghĩa ở khắp nước Nam. Bây giờ nếu ta chỉ lay lắc mà sống, sao bằng thung dung chết vì việc nghĩa. Thung dung chết vì việc nghĩa.
ta thấy thành mất thì mất theo thành. Nguyễn Tri Phương không giữ được thành Hà Nội và cũng không cho thực dân Pháp chữa trị cho mình, cuối cùng ông nhịn ăn mà chết, để lại một tấm gương về tinh thần đấu tranh chống Pháp đến hơi thở cuối cùng, không dễ dàng mà để thực dân Pháp là mua chuộc dụ dỗ để là làm hại đến nhân dân Việt Nam chúng ta. Đây tấm gương để chúng ta học hỏi về ông, về con người vì việc nghĩa mà sẵn sàng hy sinh, ba nhỏ là kháng chiến Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ, có con ghi vào ghi bài vào ra đầu dòng thứ nhất: ngay sau khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Thứ nhất là trận chiến đấu ở cửa ô Quan Chưởng ở Hà Nội, cửa ô Quan Chưởng Hà Nội. Đây là hình ảnh cho chúng ta thấy là cửa ô Quan Chưởng Hà Nội thì ngày nay nó đã chỉ còn Hà Nội chúng ta. Trước đây là có năm cửa ô, Hà Nội lộng gió thênh thang năm cửa ô, thì bây giờ chỉ còn lại có hình ảnh về cửa ô Quan Chưởng, cửa ô cuối cùng, cửa ô Quan Chưởng, cửa ô cuối cùng thành Hà Nội. Ta thấy là ô Quan Chưởng, cửa ô cuối cùng của thành Thăng Long xưa. Thì lịch sử ghi nhận là ngay sau khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến. Đêm đêm các toán nghĩa binh bí mật vào thành phố quấy rối địch, kho đạn của chúng ở phía bờ sông bị đốt cháy. Một đội nghĩa binh dưới sự chỉ huy của viên trưởng cơ chặn đánh địch quyết liệt ở cửa ô Thanh Hà, và họ đã hy sinh đến người cuối cùng. Để kỷ niệm sự kiện này, nhân dân ta gọi cửa ô Thanh Hà là cửa ô Quan Chưởng, là cửa ô Quan Chưởng đúng không? Như vậy là ô Quan Chưởng hay ô Thanh Hà cùng là một tên gọi. Trước đây nó có tên là ô Thanh Hà, nhưng để kỷ niệm về viên trưởng cơ đã hy sinh ở đây thì người dân đã đổi tên từ ô Thanh Hà thành ô Quan Chưởng. Và khi giặc chiếm được tỉnh thành Hà Nội thì tổ chức nghĩa hội của những người yêu nước được thành lập, và đây là hình ảnh ta thấy là những tỉnh thành cũng lần lượt bị thất thủ sau khi Hà Nội là mất, đó chính là Hải Dương. Nhưng hình ảnh ta thấy là hình ảnh về Hải Dương, còn đây là hình ảnh về Ninh Bình cũng bị quân Pháp là vào chiếm đóng, còn đây là hình ảnh Nam Định cũng bị quân Pháp vào chiếm đóng. Và chúng ta ghi tiếp đó là nhân dân ta thì kháng cự quyết liệt, nhân dân ta kháng cự quyết liệt. Dấu chấm thứ hai là làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất ngày 21 tháng 12 năm 1873. Và hình ảnh bên trái của con đó chính là hình ảnh về Cầu Giấy năm 1873. Ở đây địa danh Cầu Giấy này ngày nay trở thành là quận Cầu Giấy của thành phố Hà Nội, quý quận luôn là quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Ở đây xin giải thích tên gọi Cầu Giấy. Cầu Giấy ở đây không phải là cái cầu làm bằng giấy, mà Cầu Giấy ở đây đó chính là bên kia cầu. Cái cầu này vẫn làm bằng gạch, vẫn làm bằng là vẫn làm bằng là xi măng gạch nhân dân. Nhưng và chúng ta khi xây cầu xong thì bên kia cầu có nhiều cái ngôi làng người ta làm giấy, người ta làm giấy giấy để chúng ta viết chữ đấy đó, cho nên là hoặc là giấy để chúng ta vẽ tranh, cho nên người ta gọi đó là cái cầu đó là Cầu Giấy, cầu là Cầu Giấy. Và chúng ta tại khu vực Cầu Giấy này chúng ta đã làm nên chiến thắng vô địch vang dội là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 12 năm 1873. Chúng ta hãy ghi những ý sau vào: thứ nhất là thấy lực lượng của địch ở Cầu Giấy yếu, quân ta khép chặt vòng vây, tức là sau khi mà thành Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm thì nhân dân ta khắp nơi đã kéo về thành Hà Nội để bao vây Pháp. Và như hôm nãy thầy nói là thực dân Pháp lúc bấy giờ ở trong thành Hà Nội như là chuột ở trong là hang, hoang mang dao động, và nếu như thực dân Pháp cố thủ trong thành Hà Nội thì không sớm thì muộn thực dân Pháp cũng sẽ là bị tiêu diệt. Cho nên chính lúc này Garnier đã yêu cầu là quân lính Pháp là phải mở bằng được con đường máu để mà thoát chạy ra khỏi thành Hà Nội. Nếu như không thì không sớm thì muộn thì nhân dân ta cũng sẽ tấn công vào thành Hà Nội.
thì khi đó thì cũng sẽ chết. Cho nên lúc bấy giờ khi Gác Niê mở con đường máu chạy từ thành Hà Nội ra khu vực Cầu Giấy này thì chúng nó đã bị quân ta phục kích, mai đã bị chúng ta là phục kích chờ đợi sẵn tại đây. Và ngày 21 tháng 12 năm 1873 thì Pháp đánh ra Cầu Giấy, và chúng bị quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp cùng quân của Hoàng Tá Viêm phục kích, và chiến thắng đã giành lại, và kết quả ta thấy là Gác Niê tử trận. Như vậy các con lấy tập mình ra ghi nội dung phần này vào trong vở của mình. Thì nói lại, đó chính là về chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất ngày 21 tháng 12 năm 1873. Bây giờ chúng ta hãy để ý là chiến thắng Cầu Giấy lần 1 thì sẽ có chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 2. Chiến thắng lần lần Cầu Giấy lần thứ 2 đó. Và cũng xin nói thêm các em rằng là sau này chúng ta biết với một nhân vật lịch sử, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta, một người chỉ huy tài giỏi, một trong 10 tướng lĩnh huyền thoại của thế giới, người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là lừng lẫy Tam Châu, chấn động địa cầu. Trước đây khi trở thành một đại tướng của quân đội nhân dân Việt Nam thì người chính là một thầy giáo dạy lịch sử, và ở tại khu vực là trường trường Bưởi, tức là trường Chu Văn An của chúng ta ngày hôm nay ở tại thành phố Hà Nội. Thì tại ở đây khi là thầy giáo dạy lịch sử thì khi đến những tiết dạy của thầy thì thầy đã dẫn học trò ra khu vực Cầu Giấy để mà giảng dạy một cách rất là sinh động. Và tại đây thầy Võ Nguyên Giáp đã chỉ vào khu vực Cầu Giấy và nói với học trò rằng: các con biết một điều rằng lại tại khu vực Cầu Giấy này vào năm 1873 và năm 1882 thì chúng ta đã tổ chức phục kích và làm nên chiến thắng Cầu Giấy vang dội lần một và lần thứ hai. Và hai tên tướng của giặc là Gác Niê năm 1873 cũng như Rivière năm 1882 đã tử trận tại đây. Đây chính là một cái bằng chứng cho nó thấy rằng là sự thật lịch sử đã ghi nhận lại, và đây là một cách dạy mà tại địa điểm thực tế làm cho bài dạy của mình càng thêm sinh động. Một cách dạy mà của thầy Võ Nguyên Giáp đã từng truyền đạt cho thế hệ học trò ở đầu thế kỷ 20, và sau này thì thầy không còn dạy học nữa mà đã trở thành là chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây là hình ảnh về Gác Niê bị quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc chết chết. Quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc chết chết tại chỗ. Và tiếp theo các con ghi vào đó là căn cứ kháng chiến của Nguyễn Mậu Kiến ở Thái Bình. Ta nhìn thấy được đồ căn cứ kháng chiến của Nguyễn Mậu Kiến ở Thái Bình. Đó. Nguyễn Mậu Kiến, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, ông sinh ra ở tại Nam Định, theo mẹ đi lập nghiệp. Sau đó thì ông về Thái Bình là quê cha để thừa hưởng là tài sản của gia đình, và sau đó thì ông đã phát huy cái tài sản của gia đình lên thêm nhiều hơn nữa, nhiều của cải hơn nữa, và sau này những của cải đó thì ông đều là đi quyên tặng lại cho những cái tổ chức kháng chiến, rồi bản thân ông cũng ra sức là kêu gọi mọi người ủng hộ để mà chúng ta có được nguồn tài lực dồi dào để mà phục vụ cho công tác kháng chiến chống thực dân Pháp. Và tại Thái Bình, tức là quê hương quê cha của ông cũng như là quê hương của ông, thì ông đã lập căn cứ kháng chiến ở đây. Và sau này ông mất là vì căn bệnh sốt rét ác tính, khi mà ông tham gia vào phong trào Cần Vương ở bài 26, 26, 27 chúng ta sẽ được học về phong trào Cần Vương. Và thứ hai là căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị ở Nam Định. Phạm Văn Nghị là nhà giáo, và tên tuổi này thì chúng ta nghe đã quen ở bài trước, bài số 24, thầy cũng đã nói với chúng ta về thầy giáo Phạm Văn Nghị. Thầy giáo Phạm Văn Nghị ngay sau khi thực dân Pháp nổ súng đánh vào Đà Nẵng ngày 1 tháng 9 năm 1858,
Thì đó cũng là thời điểm mà thầy giáo Phạm Văn Nghị nhận chức đốc học ở tại Nam Định. Đốc học tức là tương đương với mình như là làm ở sở giáo dục của chúng ta ngày hôm nay. Thì lúc bấy giờ thầy giáo Phạm Văn Nghị đã nổ khí xung thiên, làm những vần thơ hết sức là đanh thép để mà kêu gọi nhân dân chúng ta đứng lên chống Pháp, kêu gọi nhân dân chúng ta đứng lên chống Pháp. Và bản thân thầy cũng đã được triều đình Huế là cho phép đi từ Nam Định vào để mà hỗ trợ đánh giặc ở tại Đà Nẵng. Và nhưng khi thầy đi vào trong Đà Nẵng thì thực dân Pháp đã đánh vào Gia Định rồi, nên là thầy cũng phải đi về. Và sau này khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất vào năm 1873, thì lúc này chúng ta thấy là thầy đã lập cái căn cứ kháng chiến để chống lại quân địch, nhưng mà cũng không thành công, và thầy cuối cùng là phải ở ẩn ở trong động Hoa Lư ở Ninh Bình và mất cũng tại đó. Tuy là một thầy giáo nhưng mà tấm lòng cương trực, dùng ngòi bút của mình để mà đấu tranh chống Pháp, và đã đào tạo rất nhiều những người học trò của thầy sau này đều trở thành là những thủ lĩnh trong phong trào kháng Pháp, tiêu biểu như là Tống Duy Tân, tiêu biểu như là Cầm Bá Thước, vân vân, đều là những thủ lĩnh kháng chiến chống Pháp. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây là hình ảnh về danh nhân Nguyễn Mậu Kiến, sinh năm 1819, mất năm 1879, ông hưởng thọ là 60 tuổi. Đây là hình ảnh về nhà giáo Phạm Văn Nghị, sinh năm 1805, mất năm 1881, khoảng năm 1881. Rồi, các con hãy hoàn thành nội dung theo sơ đồ sau. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất, với ở đây là hình ảnh về năm quả trứng gà, đó là thời gian, là sự kiện, là địa điểm, là lý do, là người chỉ huy, là kết quả. Vậy là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất thì thầy cũng đã nói với các con rồi. Như vậy thời gian thì chúng ta thấy là thời gian, đây là thời gian nào các con? Đó là ngày 21 tháng 12 năm 1870 73. Đó, sự kiện là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất, địa điểm là tại Cầu Giấy, lý do là gì, người chỉ huy, và kết quả. Vậy ta hãy ghi vào, đó là địa điểm Hà Nội nè, lý do là Pháp đánh ra Cầu Giấy nè, người chỉ huy là Hoàng Tá Viêm Lưu Vĩnh Phúc, là quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc nè, phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm, kết quả là Garnier bị giết. Đó, và con có thể là học về chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất này theo sơ đồ sao. Tiếp tục, đó là ngày 15 tháng 3 năm 1874 thì triều đình Huế ký với Pháp hiệp ước Giáp Truất, thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Đến đây chúng ta thấy một điều rằng đó là trong lúc chúng ta làm nên chiến thắng Cầu Giấy vang dội vào ngày 21 tháng 12 năm 1873, thì 3 tháng sau thôi triều đình Huế đã ký với Pháp hiệp ước Giáp Truất, thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Đây đây là một hành động hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của nhân dân ta lúc bấy giờ. Đáng ra lúc bấy giờ chúng ta đã làm nên thắng lợi ở Cầu Giấy, thì triều đình Huế lúc bấy giờ có thể huy động thêm lực lượng để đánh Pháp, để bảo vệ được khu vực Bắc Bộ, miền Bắc Việt Nam của chúng ta, miền Bắc Việt Nam chúng ta, để chúng ta thể là củng cố khu vực miền Bắc và giữ vững khu vực miền Trung, để có thể là nhanh chóng là làm chủ lại được khu vực là Nam Kỳ. Bởi vì chúng ta chỉ mới là công nhận cái chủ quyền của Pháp ở tại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ thôi, còn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ thì chưa có đó. Nhưng mà triều đình nhà Nguyễn lại thực hiện ngược lại. Lúc bấy giờ thực dân Pháp khi thất bại Cầu Giấy là chúng nó đã hoang mang dao động cực kỳ rồi. Và tuy là hoang mang dao động nhưng mà cái mục đích xâm chiếm vùng Bắc Bộ thì vẫn còn ở trong lòng của người Pháp. Và chính vì vậy cho nên là thực dân Pháp
đã nhanh chóng là đồng ý với lại là triều đình mới ký hiệp ước giáp tức, và hiệp ước này lại là một hiệp ước mà chúng ta thấy là sự khủng hoảng của triều đình mới khi đã công nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Nên như vậy là chúng ta thấy là chịu lệ thuộc ngoại giao và thương mại, chịu lệ thuộc ngoại giao và thương mại. Đây là hình ảnh về 6 tỉnh Nam Kỳ đã thuộc vào tay của thực dân Pháp. Ta thể nhìn thấy 6 tỉnh Nam vực Nam Kỳ đã thuộc về tay của Pháp. Từ Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên đã thuộc về tay thực dân Pháp. Như vậy là đến bây giờ ba miền Bắc, Trung, Nam thì chỉ có khu vực là miền Trung Việt Nam của chúng ta là nơi đặt cơ quan cai trị của cơ quan đầu não của triều đình mới thì chưa bị là dòm ngó. Còn lại khu vực là Nam Kỳ đã rơi vào tay Pháp và khu vực miền Bắc thì là Trung Pháp đã đánh lần thứ nhất. Ở đây câu hỏi đặt ra là vì sao triều đình mới ký với Pháp hiệp ước giáp túc năm 1874 và nhận xét về hiệp ước này? Thì chúng ta dễ dàng hay trả lời là triều đình mới ký với Pháp hiệp ước giáp túc năm 1874 này, thứ nhất là vì quyền lợi của giai cấp thống trị đích thân, đó chính là họ Nguyễn, triều đình mới. Thứ hai, đó chính là triều đình nhà Nguyễn với tư tưởng đó là sợ dân hơn sợ giặc, đó chính là lo sợ rằng là nhân dân chúng ta kháng chiến chống Pháp mạnh mẽ như thế sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của triều đình nhà Nguyễn, cho nên rằng là nhanh chóng ký với Pháp hiệp ước, hết hiệp ước này đến hiệp ước khác để nhằm mục đích đó là càng đem lại càng nhiều quyền lợi cho Pháp, để thực dân Pháp, để mượn cái sức mạnh thực dân Pháp để là đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân chúng ta. Triều đình nhà Nguyễn suy nghĩ hết sức là tiêu cực và hết sức trái ngược với nhân dân như vậy. Đó. Và chúng ta có thể là nhìn thấy là triều đình Huế đã vì lợi ích của dòng họ giai cấp ảo tưởng một con đường thương lượng nên đã ký hiệp ước. Ảo tưởng một con đường thương lượng đã ký hiệp ước. Thứ hai là Việt Nam mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, thương mại và ngoại giao. Việt Nam mất một phần lãnh thổ quan trọng. Đó là ba miền Bắc Trung Nam thì bây giờ mất luôn cả miền Nam rồi là Nam Kỳ. Còn khu vực miền Trung và miền Bắc. Mà khu vực Nam Kỳ mà chúng ta bữa trước đã phân tích tại sao Pháp đánh vào khu vực Gia Định là bởi vì một trong những yếu tố đó chúng ta thấy là đây chính là khu vực là cái vựa lúa của Việt Nam chúng ta, là vựa lúa. Đó. Mất đi cái vụ lúa này là triều đình Huế lâm vào khủng hoảng về mặt lương thực. Thứ hai nữa là khu vực miền Nam này là nằm ở hạ lưu của dòng sông Mekong. Cho nên là nếu như mà chiếm khu vực miền Nam này thì chúng ta có thể là mở rộng cái sự xâm chiếm của mình sang khu vực là nước Cao Miên, tức là Campuchia. Đó là Campuchia. Gây gớm như vậy. Cho nên là mục đích thực dân Pháp không phải chỉ dừng lại ở việc là chiếm khu vực Nam Kỳ, mà mục đích thực dân Pháp sâu xa hơn nữa đó chính là chiếm từng khu vực Việt Nam ta để xâm chiếm những khu vực xung quanh. Ví dụ như đánh chiếm Nam Kỳ mục đích đó là để sang đánh chiếm khu vực là Campuchia, mở rộng địa bàn hoạt động xâm lược thực dân Pháp. Đánh chiếm khu vực Bắc Kỳ là để là dễ dàng là thôn tính cái vùng Hoa Nam của Trung Quốc đấy. Nên nên ta thấy là mục đích của thực dân Pháp là không phải chỉ nhỏ bé mà nó rất là to lớn, và chúng ta không thể nào biết hết được, cái dã tâm xâm lược của thực dân. Nhưng mà ngược lại chúng ta lại càng chơi trách triều đình nhà Nguyễn. Triều đình nhà Nguyễn hết sức là nhỏ bé, hết sức là nhu nhược, yếu hèn, với tư tưởng là sợ dân hơn sợ giặc, sợ nhân dân chúng ta kháng chiến chống Pháp mạnh mẽ quá sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của dân Pháp, nếu như không dừng lại thì sẽ là có thể lật đổ luôn cả là ngai vàng của triều đình. Cho nên triều đình nhà Nguyễn vì quyền lợi ích kỷ của giai cấp của dòng họ mình cho nên đã nhanh chóng thương lượng được dân Pháp để mượn tay Pháp để đàn áp, để dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân chúng ta một cách dã man, không thương tiếc, và
Qua đó cho thấy là triều đình nhà Nguyễn phát sinh là nhu nhược yếu hèn, và có một cái nghịch lý mà chúng ta thấy rất là rõ, đó là thực dân Pháp thì sợ nhân dân chúng ta kháng chiến, thực dân Pháp thì sợ nhân dân chúng ta kháng chiến đánh Pháp, mà triều đình Huế thì lại sợ Pháp, triều đình Huế thì lại sợ Pháp, cho nên rằng là nó thấy là một cái quy luật như một cái vòng tròn lẫn quẩn, đó chính là nhân dân thì sợ triều đình thì sợ Pháp, Pháp thì sợ nhân dân ta, đó một cái vòng tròn lẫn quẩn như vậy, cho nên nó thấy là nói lại là một cái vòng tròn lẫn quẩn, đó chính là nhân dân thì sợ triều đình thì sợ Pháp, Pháp thì sợ nhân dân chúng ta đánh Pháp, một cái vòng tròn như vậy, và cho nên thấy là phong trào đấu tranh kháng chiến chống Pháp nhân dân chúng ta rất là mạnh mẽ sôi nổi, ngày nào còn tên Nhật Pháp ở lãnh thổ Việt Nam ta thì ngay đó vẫn còn nổi lên cái sự kháng chiến chống Pháp, giống như lời của Nguyễn Trung Trực đã từng nói, bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây, hết người Nam đánh Tây. Đó. Và lúc này nó thấy là không phải chỉ đến hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 này nhân dân chúng ta mới nhận thấy được cái bộ mặt nhu nhược yếu hèn của triều đình Huế, mà ở hiệp ước đầu tiên, hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862, tức là 12 năm về trước, khi triều đình Huế cắt nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ và đảo Côn Đôn cho Pháp thôi, thì nhân dân chúng ta đã biết được cái sự nhu nhược của triều đình Huế, và lúc này nhân dân chúng ta giương cao ngọn cờ đánh Pháp, là không phải chỉ đánh Pháp thôi mà đánh luôn cả triều đình đó. Ta thấy là dập diều, lúc này là trong dân gian hình thành câu ngạn ngữ đó là dập diều chống đánh cờ siêu, phe này quyết đánh cả triều lẫn Tây, triều ở đây chính là triều đình Huế, Tây ở đây chính là thực dân Pháp, từ đó từ sau hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 là chúng ta đã không còn xem triều đình là người lãnh đạo chúng ta nữa, mà lúc này chỉ có chúng ta đứng lên tự cứu chúng ta, tự giải phóng cho chúng ta mà thôi. Sơ kết bài học như vậy, trong việc chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Bắc, triều đình và nhân dân có thái độ và hành động trái ngược nhau như hôm nãy nội dung cụ thể trong bài thì thầy cũng đã phân tích làm rõ cho chúng ta thấy. Thứ hai, trong khi nhân dân hăng hái chống giặc lập nên chiến thắng Cầu Giấy thì triều đình Huế vì quyền lợi ích kỷ của dòng họ, của giai cấp, ảo tưởng vào con đường thương lượng để chuộc lại Nam Kỳ, đã không kiên quyết chống giặc lại còn cản trở nhân dân kháng chiến, nên dẫn đến hậu quả Pháp đánh chiếm miền Bắc, triều đình ký hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 và đây lại là một lần nữa cho chúng ta thấy triều đình nhà Nguyễn đang trượt dài trên con đường đi đến là đầu hàng luôn cả thực dân Pháp, đi đến đầu hàng cả thực dân Pháp, bởi vì lúc này triều đình nhà Nguyễn đã khủng hoảng cả trong lẫn ngoài và không còn con đường là rút lui quay ngược trở lại nữa. Như vậy các con về nhà tự học ở nhà đối với bài học ở tiết này, học bài trả lời câu hỏi cuối mỗi phần 1, 2, 3, trang 120, 121 sách giáo khoa mà hôm nãy thầy cũng đã có giải thích cho chúng ta nghe. Hai là đối với bài học ở tiết học tiếp theo ở tuần sau, các con chuẩn bị tiếp bài 25 phần 2 La Mã, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882, 1884. Các con trả lời câu hỏi sau: thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai như thế nào? Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Bắc Kỳ diễn ra như thế nào? Thứ ba, tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? Và như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con ở bài học tuần sau.
Các con chú ý là các con ở bài này thì chưa có phần làm bài, ở bài này, bài 25 này, các con chú ý là khi mà học hết bài 25 thì chúng ta sẽ làm bài ở trên phần trang web DTCD nha. Và bài 25 này thầy sẽ lấy điểm 15 phút vào trong bài kiểm tra. Rồi, hẹn gặp lại các con ở bài học buổi sau. Rồi, chào các con.